chào các bạn, để mua miếng dán kích mí loại nào tốt và chất lượng thì bạn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau, như là tính năng sản phẩm, giá bán và nhu cầu sử dụng hoặc là xuất xứ của sản phẩm. Vậy để làm được điều đó thì bạn hãy tham khảo một số tiêu chí mà mình đưa ra ở dưới đây. 1. Lựa chọn miếng dán kích mí theo chất liệu. Những chất liệu khác nhau của miếng dán kích mí plastic, silicone, gel sẽ có những tính chất riêng. Plastic và silicone có tính chất cứng, tạo hình sẵn, sẽ phù hợp hơn với những bạn mới bắt đầu tập sử dụng miếng dán kích mí. Dạng gel thì khó sử dụng hơn, nhưng nó lại dễ tạo hình theo mong muốn riêng của bản thân người sử dụng. 2. Lựa chọn theo kiểu dáng của miếng dán kích mí. Bạn nên lựa chọn miếng dán có hình dáng phù hợp với bầu mắt của mình. Điều này giúp miếng dán ôm sát vào đường mí mắt cũ, không bị lộ hoặc bị cộm mắt. 3. Lựa chọn miếng dán kích mí theo giá thành phù hợp. Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm miếng dán kích mí với giá thành khác nhau, từ cao cấp tới bình dân. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một miếng dán kích mí có giá thành phù hợp với thu nhập mà vẫn đảm bảo công dụng của nó. Và vừa rồi là một số tiêu chí mà chúng ta cần để ý trước khi mua miếng dán kích mí. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích dành cho các bạn, để cho các bạn mua được một sản phẩm miếng dán kích mí phù hợp với nhu cầu và gia đình của các bạn nhất. Link mua sản phẩm mình để dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.